Hello, xin chào tất cả quý vị, anh chị và các bạn đang theo dõi kênh mua bán ô tô cũ của em Di Quang Ô tô Chất. Và trong buổi chiều ngày hôm nay sẽ lên sóng cho các bác một chiếc xe 7 chỗ ngồi, đó là chiếc Mitsubishi Granit sản xuất năm 2005. Chiếc này nó là một chiếc mà rất là đẹp các bác nhé. Con này là động cơ 2.4 số tự động. Đấy, xe thì các bác nhìn này, tổng thành xe này. Một chiếc xe chạy gia đình và với cửa tiền chỉ có hơn 200 triệu đồng thôi. Đấy, với cửa tiền hơn 200 triệu đồng là các bác mua về sở hữu chạy gia đình. Con này nó rất là lành, nó cực kỳ được khỏe và lành luôn. Một chiếc xe Mitsubishi được sản xuất tại Việt Nam các bác nhé. Kiểu dáng MPV này, nội ngoại thất rất là đẹp với cái tông màu bạc. Thì chiếc này là tên tư nhân biển 36, biển Thanh Hóa các bác nhé. Đấy, thì con này em mua tư nhân chính chủ nên bác nào thích rút hồ sơ để về sang tên chính chủ thì bên em sẽ hỗ trợ thủ tục rút hồ sơ cho các bác. Bác nào ở xa thì bên em sẽ hỗ trợ phần vận chuyển. Đấy. Thì chiếc này đăng kiểm thì mới đăng kiểm xong, đó là đến tháng 7 năm 2022. Tổng thành xe thì rất là đẹp, máy số gầm bệ, thân vỏ này không hề có tai nạn đâm sôi hay là ngập nước gì cả các bác nhé. Đây, keo chỉ nguyên bản 100% luôn. Thì trước khi vào video chi tiết của chiếc Mitsubishi Granit này, thì nếu đây là lần đầu tiên mà anh chị theo dõi được kênh mua bán ô tô cũ của em thì hãy cho em xin một nút đăng ký kênh anh chị nhé và một nút chuông ở phía bên tay phải màn hình để được cập nhật những cái mẫu xe mới nhất mà bên em về hàng ngày theo ngày tháng. Đồng thời thì bác nào đang có nhu cầu muốn bán xe hoặc muốn đổi xe thì cứ nhắn tin hoặc alo cho em qua số điện thoại hoặc là Zalo là số 0358286286 em Di Quang Ô tô Chất. Thì bây giờ sẽ đi vào chi tiết tổng thành em Mitsubishi Granit cho tất cả quý vị anh chị và các bạn cùng tham khảo nhé. Thì chiếc xe này chủ xe đã lên màn hình camera lùi rồi. Đây, có nhìn camera lùi này. Đấy. Đèn xe là đèn nét nhé, đèn hậu này. Là đèn nét, đèn cột nhìn rất là đẹp. Đấy, quay quan sát đây. Sợ xe nó cắn hay sao quay xa. Đấy. Đèn nét rất là đẹp luôn. Kính là kính sấy điện luôn nhé. Đấy, kính điện này, trên này là có cái đèn phanh gạt mưa sau. Đó. Cốp này rất là rộng. Đấy, cái hàng cốp này thì hàng ghế sau thì cũng có thể là gập xuống được và có thể gật lên được để cho cái cốp nó rất là rộng luôn. Đấy, phần đầu phần đuôi thì tất cả mọi phần thì nó không có tai nạn đâm xô gì cả. Đấy, cái ốc cốp các bác nhìn chưa? Ốc cốp này nó vẫn còn nguyên luôn. Chưa một lần cựa cà lê luôn hai bên luôn nhé. Keo chỉ này, mọi chi tiết rất là đẹp các bác nhìn. Keo chỉ đấy rất là đẹp luôn. Keo chỉ nó là cái tem của xe, va chạm đâm đụng rồi thì nó bị móp méo, phải gõ lại làm lại thì cái keo chỉ đấy nó không còn, nên là đâm ra là cứ xe còn zin hết keo chỉ là xe không có tai nạn đâm sôi gì cả các bác nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Ti chống cabo đây nguyên bản theo xe luôn. Đấy, chữ nhật đây này. Đấy, đèn hai đèn hậu rất là đẹp. Đấy, phần các bác nhìn này, phần xe này, cái phần làn nhé, làn nó rất là căng luôn. Đấy, không có sóng này, không nhăn nheo gì cả. Đấy, xe này tôn vỏ nó dày lắm. Đấy, chiếc này không có tai nạn đâm xô gì cả nên là cái sóng của cái cửa, cái làn của cái cửa nó rất là căng, không có tí sóng nào cả. À, các bác nhé, mâm là mâm 5 chấu nguyên bản theo xe. Đấy, mâm nguyên bản theo xe này, logo này Mitsubishi này. Xe trang bị 4 phanh đĩa nhé, phanh ABS đủ 4 bánh. Đấy, xe trang bị 2 dàn điều hòa auto tự động các bác nhé. Cửa này đấy, đóng rất là chắc chắn luôn. Cửa này là cửa mạ e-lock nguyên bản, tay khóa mà ấy lốc nguyên bản theo xe. Đó. Còn tổng thành xe thì nó không có tai nạn đâm xô gì cả. Thì bây giờ em sẽ đi vào quay tổng thành hết nội thất cho các bác xem. Thì nội thất của nó thì nó vẫn là nội thất ghế da. Nội thất ghế da nguyên bản hết các bác nhé. Đây. Nội thất của em nó là màu kem. Đây các bác nhìn nhé. Nội thất rất là đẹp luôn. Đấy. Hai dàn điều hòa thì cái cửa gió điều hòa các bác nhìn này, nguyên bản luôn này. Đấy. Hai dàn điều hòa chạy xung quanh nội thất nên tạo những cái nhiệt độ trong nội thất nước ngoài nó ổn định, không phải là trên lạnh dưới nóng đâu. Đấy, đây là cái phím bật điều hòa nhé của dàn thứ hai anh chị nhé. Đấy, ngồi thì chiếc Granit này thì ngồi nó rất là rộng luôn, cực kỳ là rộng rãi. Và chiếc này thì em đang chào bán với mức giá là 230 triệu cho em Mitsubishi Granit này, một mức giá nó rất hợp lý bằng một chiếc Toyota Innova G sản xuất năm 2005 thôi. Đấy, bằng một chiếc Innova 2005. Và chiếc này thì nó là động cơ 2.4 số tự động thì mức tiêu hao nhiên liệu của em nó rơi vào tầm khoảng 10 lít, 90 lít trên 100 km. Số lẩy rất là mượt luôn đấy các bác nhá. Đấy, số tự động rích rắc luôn. Đấy, nội thất thì được cái của chiếc này nó là bên trong nó còn zin như bên ngoài luôn. Nội thất là nội thất ghế da. Đó, da nguyên bản luôn đấy ạ. Trần nỉ nguyên bản. Đấy, các bác nhìn chưa? Các bác nhìn trần này. Bao nhiêu năm tháng sử dụng này. Trần này vẫn là trần nỉ nguyên bản nhá, không mốc này, không sổ luôn. Đấy. Mọi các chi tiết trên trần, ví dụ cửa gió điều hòa, tem mát hay là nút phím bấm là tất cả cũng nguyên hết. Phần
trên này các anh nhìn nhé, đây là vô lăng thì có trang bị tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng đấy. Xe trang bị hai túi khí an toàn này, hai con này trang bị hai đèn trần, đèn trần này nhiều lắm, quanh quanh trần luôn. Đấy, đây là phần kính này. Đấy, đèn trần này đã lắp đèn nét này. Đấy. số tự động zích zắc này. Đấy, số zích zắc các bác nhé. Điều hòa thì trang bị điều hòa ô tô tự động đây. Đấy, điều hòa ô tô tự động em đè lổ cho bác xem nhé. Thì chiếc này thì order 18 vạn nhé, order 18 vạn, tất cả các đèn trên xe còn hiện đầy đủ hết luôn. Đó, rất là đẹp luôn nhé. Đây, đèn đóm này, đồng hồ rất là đẹp luôn, không hề báo một nỗi nhỏ nào cả. Đấy, tất cả cánh cửa mở ra thì báo hết trên đồng hồ luôn nhé. Đấy, rất là ok luôn. 230 triệu đồng cho một em Mitsubishi Granit này nó rất là hợp lý. Bác nào quan tâm đến chiếc này thì alo cho em nhé, theo số điện thoại là 0358 286 286. Đấy, bây giờ em sẽ giới thiệu phần khoang máy động cơ của chiếc Mitsubishi Granit này. Đấy, đó, thấy chưa, tất cả các đèn này bật này. Đấy, gương kính này, gương cụp xe này đó, gương định, gương chỉnh điện coi nhé, gương chỉnh điện, tổng lưng hạ kính chỉnh điện hết. Đấy, rất là đẹp phải không ạ. Nói chung là vô lăng có gì nhé, vẫn rất là nhẹ luôn. Đấy, ngoại chi tiết của xe nó còn rất là ok, cái trợ lực lái của nó rất là tốt, và cái vô lăng nó rất là đầm, nó rất là đầm luôn. Chạy cao tốc hay là chạy tốc độ cao thì nó rất là an tâm, không bị láng xe. Đây là phần khoang máy nhé. Thì khoang máy động cơ thì máy nó rất là sạch. Đấy, máy Granit này, một con máy rất là bền và lành. Lổ rất êm ái luôn các bác ạ, rất là êm luôn. Phần đầu xe thì các bác nhìn keo chỉ đây. Đấy, keo chỉ nhé, không mất phần keo chỉ nào. Tem cabo còn nguyên này, mọi chi tiết còn rất là nguyên luôn. Ốc cabo rất đẹp. Máy lổ rất là êm nhé, không có một tiếng động lạ gì đâu. Đấy, các bác nhìn máy rất là sạch đúng không ạ, rất là sạch sẽ luôn đấy, nổ rất là êm ái luôn. Thì đấy, thì em đã chào bán chiếc này là với mức giá là 230 triệu đồng, 230 triệu cho Mitsubishi Granit này. Bác nào quan tâm đến chiếc Mitsubishi Granit sản xuất năm 2005 này thì alo cho em nhé, theo số điện thoại là 0358 286 286. Để chiếc này em đang chào bán mức giá là 230 triệu đồng. Đấy, số tự động, động cơ 2.4, xe gia đình các bác nhé, không có tai nạn đâm xô hay ngập nước gì cả. Và hẹn gặp lại tất cả quý vị, anh chị và các bạn theo những video lần sau nhé.